có thể hướng dẫn. Rồi, đầu tiên ta sẽ làm bài 1 giống như cái dạng bài bài này, ta thấy đây có dạng bài này. Thì chúng ta trên laptop của chúng ta á, chúng ta mở cái file này, file gốc này lên. Nha. À, chúng ta lưu ý nè, đầu tiên chúng ta sẽ định dạng cái đoạn văn là phông, chúng ta để ý ở đây nè, chúng ta sẽ bôi đen hết đoạn văn. Xin lỗi, chúng ta sẽ lưu trước, chúng ta lưu lại nha, chúng ta vào file. Lưu lại, nghĩa là cái file này đang có rồi, chúng ta lưu lại với chỗ khác. Thì ta nhớ là chúng ta chọn cái này. Lưu mới là cái này nha. Còn mà lưu lại là bấm vào đây. Chúng ta sẽ lưu vào trong ổ đĩa D. Thư mục là tên của chúng ta luôn. Giả sử trong thư mục chúng ta có cái tên là bài 1, ta chọn cái bài 1 luôn, lưu đè vào cái đó. Đó, bấm save. Ok. Được chưa? Và là muốn là chúng ta mở cái bài 1 gốc đó ở trên desktop. Sau đó chúng ta sẽ lưu vào trong ổ đĩa D với thư mục mà tên chúng ta hồi lấy và là tên là bài 1 luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ định dạng phông chữ. Thì chúng ta sẽ chọn hết cái phần văn bản này, là coi nó có dư không nha. Chúng ta thì muốn mọi người định dạng phông là phông đấm vô chữ là T I M E là Times New Roman. Đó, chúng ta thấy đây là mình đang định dạng phông chữ nè. Thì chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta định dạng phông chữ cũng được nè. Chúng ta lưu ý nếu mà không thấy chuột á, chúng ta di chuyển chuột nha. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta có thể định dạng là bấm vào đây chúng ta thấy cái phông nè. Chúng ta đánh ở đây cũng được, ví dụ như đánh là phông thumbnail. Chúng ta thấy ở đây có phông nè. Nghĩa là chúng ta muốn định dạng ở ngay đây cũng được. Nghĩa là gõ vào, click vô đây cái gõ hay chọn đây cũng được. Hoặc là chúng ta bấm vào đây, chúng ta chỉnh ở đây cũng được, hai cái như nhau. Nhớ nha. Rồi, tiếp theo mình muốn mọi người là chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, khoảng cách giữa các hàng, không ghi ghi nha, khoảng cách giữa các hàng. Chúng ta ghi trình tự luôn. Bước đầu tiên là lưu vào trong ổ đĩa D thư mục tên của mình với tên là bài 1. Nghĩa là ghi theo trình tự, chúng ta cứ nhìn theo trình tự chúng ta làm. Được chưa? Bước thứ hai là chọn hết phần văn bản, định dạng là phông là Times New Roman. Ghi lại cái phông nha, ghi lại cái phông. Cái phông đây, mình đang tô đây nè. Như chỗ này nhé. Nghĩa là phải chọn, nghĩa là chúng ta chọn phần văn bản thì ta chỉnh thì nó mới có hiệu lực tất cả nhé nha. Được chưa? Rồi, bước thứ ba. Kế tiếp chỉnh khoảng cách giữa các đoạn. Chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, khoảng cách trên dưới giữa các đoạn. Thì chúng ta để ý là chúng ta bấm vào cái, chúng ta vào cái mục home nè, đi chữ home nha. Xong chúng ta đánh dấu gạch home. Xong rồi dấu mũi tên á. Vào cái nhóm, cái này gọi là nhóm nha, cái này gọi là nhóm phông nè, cái này nhóm paragraph nè, cái này nhóm style nè. Mỗi một cái này ở trong Excel, ở trong Word của chúng ta nó gọi là một cái thẻ hay là một cái ribbon á. Một cái thẻ. Mỗi một cái phần trong đây gọi là một group hay là một nhóm. Nhớ nha. Thì ở đây trong cái nhóm paragraph này, đoạn văn này chúng ta ghi luôn. Rồi trong thẻ home, trong cái nhóm là paragraph, chúng ta bấm vào cái biểu tượng này. Chúng ta có thể vẽ biểu tượng luôn, tại vì biểu tượng này không hẳn. Thật ra biểu tượng này gọi là dialog box, nhưng mà thôi, chúng ta vẽ biểu tượng luôn. Bấm vào đây, chúng ta để ý nè, nhìn nha. Nghĩa là trong cái nhóm paragraph chúng ta bấm vào cái biểu tượng này nha. Chúng ta có thể ghi theo cái cách là, ví dụ như là không cần phải ghi chi tiết, chúng ta chỉ cần ghi như là ho. Xong rồi đánh dấu là paragraph. Đây, ở đây chúng ta bấm vào cái phần này. Thì chúng ta lưu ý cái phần
cái phần mà indentation này chúng ta ghi nè, đây là phần mà lùi văn bản. Đi làm công ty á, cái việc mà chúng ta chỉnh văn bản là cái chúng ta dùng phần này nhiều nhất. Hầu như trong công ty có nhiều người chỉ cần biết chỗ này thôi là sử dụng Word được rồi. Hầu như đa số chỉnh chỗ này. Rồi, cái phần indentation này nghĩa là lùi văn bản vào bên trái hay là vào bên phải, chúng ta thấy cái này không? À, cái này là đi làm công ty hay dùng lắm. Rồi cái phần này chính là cái phần mà dòng đầu tiên lùi vào bao nhiêu á, nghĩa là hoặc là cái còn cái phần này là dưới dòng đầu tiên thì chúng ta đa số là dùng cái này. Nhưng mà trong bài này không có chọn cái này nhé, trong bài này không có chọn, nghĩa là chúng ta hay có một cái văn bản, cái phần first slide đó là chúng ta có một văn bản rất nhiều dòng, thì cái dòng đầu tiên này chúng ta lùi vô một cốt đó, là first đấy nha. Còn lùi tất cả chính là cái này nè, bên trái bên phải nè, nhớ nha, left là lùi tất cả văn bản luôn, và bên trái lùi tất cả bên văn bản, nghĩa là chúng ta cứ bôi đen, chúng ta chọn chỗ văn bản chỗ nào thì nó có hiệu lực ngay chỗ đó, nhớ nha. Rồi cái trong cái bài này thì không, chúng ta không có dùng ngay khúc này. Rồi còn space này dịch cho tiếng Việt là khoảng trống nha, thì cái này là khoảng cách trên dưới nè, before là phía trước. Thường thường trong một văn bản chúng ta hay là chúng ta hay dùng khoảng cách là 66 nha, khoảng cách trên dưới của một đoạn văn á, nhớ nha, nghĩa là khoảng cách giữa các hàng của một đoạn văn nha, hay là khoảng cách từ đoạn này với đoạn khác chẳng hạn. Thì trong cái, ở đây là khoảng cách giữa đoạn này đoạn nghĩa là đoạn trên đoạn dưới, còn bên phía này nè line spacing, cái này là hàng á, nghĩa là khoảng cách giữa các hàng. Rồi ghi thật kỹ, tại vì chúng ta nắm được cái này mấy bài tập làm được hết á. Rồi nhớ là spacing này là khoảng cách trên dưới, ví dụ như là chỉnh đây là 6, tí thì muốn mọi người chỉnh là 66. Nếu là chúng ta có nhiều đoạn khoảng cách từ đoạn này với đoạn khác, và từ mới đầu chúng ta nhập thì cái đoạn văn nó rất là khác, thì nó không được dễ, không nghĩa là khó nhìn, thì chúng ta có thể chỉnh các đoạn nó thư ra một chút. Hoặc là nhiều khi á, chúng ta là in một cái văn bản nó chỉ nhảy qua bên cái trang mới một hàng thôi thì người ta có thể dùng cái này, người ta sẽ gom lại cho nó vừa gọn mà cho đẹp. In theo đó tấm giấy đó, thì in 100 bộ đi, chỉ cần bao nhiêu kia một hàng, thích in 100 bộ thì sẽ mất chặt và giấy nữa rồi, đúng không? Đó, thì đây là cái cách người ta sẽ chỉnh. Thì mọi người coi ở đây, thầy muốn mọi người chỉnh là khoảng cách trên dưới là 66, còn ở đây là không có, là single thôi nha. Đây là khoảng cách giữa các hàng trong một đoạn. Nha. Đó, thấy, còn đây thì mình không có yêu cầu mọi người chỉnh ở đây, mọi người cứ để là single. Rồi, mọi người chụp ghi đúng luôn. Là spacing là before là 6, after ghi luôn, ghi cái này vào trong vở luôn. Tại vì khi đi thi á, thì giáo viên sẽ đưa cái yêu cầu á, là khoảng cách với các đoạn phía trước là 6, phía sau là 6, thì mọi người tự hiểu là vào chỗ này chỉnh, chứ giáo viên không có ghi là đoạn văn hay gì hết. Giáo viên ra đề ghi chung chung thôi. Rồi khoảng cách giữa các hàng là single, ok cái nè, người thấy nó tự động nó gọn lại không? Hiểu ý cho nó chỉnh không? Nghĩa là bấm vào đây cái nè, ví dụ như chỉnh đây ví dụ 12, 12, thấy nó thưa ra liền, thấy chưa? Và là cái việc mà chúng ta muốn cho nó thưa ra để dễ nhìn hay gì thì do chúng ta thôi, đúng chưa? Cái này đi làm hay chỉnh lắm. Còn ví dụ như chúng ta muốn cho nó lùi vào, thầy dạy một bài và thầy dạy cho những bài sau luôn á, đang trong lùi vào nè. Mọi người thấy không? Thấy không? Thấy lùi vào không? Bấm cái này quay lại nhé. Trong cái bài này thì không yêu cầu cái phần lùi vào hết nhé. Nghĩa là mới đầu thầy chỉ yêu cầu mọi người chỉnh là gì? 66 thôi. Được chưa? Rồi, tiếp theo, bước tiếp theo của bài này, nhìn vô đề nè. Mình muốn ở đây thì mình không cần theo cái kích thước của cái đề, mình chỉ yêu cầu mọi người cho nó lùi vào khoảng, nhìn vô cái phần này
Ví dụ như mình muốn cho lùi vào khoảng là 2 đi ha. Nghĩa là mọi người coi nhìn cho cái đề, mình khác đề chút. Từ chữ học tới chữ bút chì mình cho lùi vào 2 ha. Thật ra cái máy của mình đang là đơn vị đo là cm á, nên là ở đây mình sẽ cho lùi vào là 2. Rồi và là chúng ta sẽ từ chữ học tới chữ bút chì tiếng ta nhìn vào đề, tiếng ta chụp cái đề là rồi mình cho lùi bên trái vào 2 cm. Thì mọi người nhớ là lùi hồi nãy mình nói là bấm vào đâu? Phải bấm vào nhóm này đúng chưa? Mình cho là vào bên trái nè, thấy không? Thấy chữ left dịch cái tiếng Việt là bên trái 2. Ok. Nghĩa là mình chọn ở đâu thì nó có hiệu lực ở đó, thấy chưa? Rồi tương tự. Mọi người không cần làm đúng theo đề, mọi người cứ lùi một khoảng, nghĩa là mình học cái cách thức làm thôi. Ha. Rồi từ chữ mâm với chữ mà thôi, mình muốn cho lùi vào 4 cm bên trái. Bấm vào đây. Lùi 4. Được. Được chưa? Rồi cái đoạn cuối cùng và là mọi người nhớ ở đây nha. Đây mình muốn cho lùi là 6. À, 11 ta đi làm công ty là chúng ta hay chỉnh cái này. Còn ví dụ như cái này chúng ta muốn chăn nó bên phải. À, hay nó chăn nó ở giữa là tùy mình. Được chưa? Rồi và nhớ, còn cái này là mình muốn mọi người cho chăn ở giữa và cho bấm in đậm. Rồi tăng lên. Bấm vào đây là tăng không chữ nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Được chưa? Rồi tiếp theo cái phần phía dưới. Ở đây mình muốn là canh giữa in đậm. Rồi nhìn vô cái đề, nhìn vô cái đề tiếp cái phần dưới ta làm sao. Cái phần dưới khúc này chỉ là canh giữa, cái này chỉ là canh phải thôi. Nhớ nha. Rồi nha. Và là giả sử cái đoạn đầu tiên thì giả sử đây là đoạn thứ hai đi. Ví dụ nha. Canh giữa được chưa? Rồi cái đoạn cuối cùng bôi lên cái này, bấm vào đây cắn bên phải. Được chưa? Rồi bây giờ mọi người sẽ làm. Rồi sau đó lưu ý là mỗi lần mình làm xong mắt, mình muốn luôn những cái gì vừa làm mình sẽ bấm phím là Ctrl phím S nha. Mọi người ghi cái phím này Ctrl S là luôn những gì vừa làm. Nhớ không phải gõ chứ Ctrl S cho thôi nha. Bấm phím Ctrl S nhớ nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ làm cho mình bài số 1 này.